Nghe qua thì đây có vẻ giống như là gói trang bị Night Package trên Mercedes-Benz khi tất cả các chi tiết đều được sơn đen bóng. Việc các hãng xe bổ sung phiên bản thể thao thì không phải là cách làm mới để thu hút người dùng. Chính Fortuner cũng đã có phiên bản TRD Sportivo thay đổi phần tem, rồi nhiều các mẫu xe Mazda tại Việt Nam cũng dán tem Sportmile để làm tăng độ khỏe khoắn. Và lần này, Ford Việt Nam thì đã bổ sung chính thức một phiên bản, đó chính là phiên bản Sport. Nhưng những ai kỳ vọng vào tính sport đến từ phần động cơ thì sẽ phải thất vọng, bởi dù sao xe vẫn sử dụng động cơ dầu 2.0 lít tăng áp đơn cho công suất 180 mã lực và phần mô men xoắn cực đại là 420 Nm kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Với trải nghiệm của cá nhân tôi thì dù đây là một mẫu xe sử dụng chung nền tảng không gầm, sử dụng chung động cơ hộp số với chiếc xe bán tải Ford Ranger, tuy nhiên Ford Everest lại có một khả năng êm ái dễ chịu nếu chúng ta vận hành trong phố. Đây thực chất là một thay đổi và một sự khác biệt của Ford Ranger để phù hợp với cái xu hướng sử dụng xe bán tải vốn không chỉ dùng để tải như hiện tại. Sự xuất hiện của phiên bản Sport được kỳ vọng sẽ cải thiện doanh số của dòng xe Ford Everest tại thị trường Việt Nam. Bởi theo báo cáo mới nhất của Vama, trong năm 2020 thì chỉ có 5.902 xe được bán ra tại thị trường Việt Nam, thấp hơn đáng kể so với Hyundai Santa Fe 11.425 chiếc và Fortuner là 8.512 chiếc. Và video giới thiệu rất nhanh về chiếc Ford Everest, đặc biệt là phiên bản Sport được ra mắt tại Việt Nam trong khoảng thời gian tới xin phép được tạm dừng tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho review xe trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.